Theo dữ liệu do Cục Thống kê Liên Hợp Quốc công bố, sản lượng sản xuất của Trung Quốc đã tăng từ 3.460,33 tỷ đô la Mỹ lên 3.896,35 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ 2017 đến 2019, chiếm khoảng 30% tổng sản lượng toàn cầu. Và tất nhiên là trong nhiều năm thì Trung Quốc đã đi đầu trong lĩnh vực sản xuất, vượt xa nhiều đối thủ tiềm năng khác, bao gồm cả Hoa Kỳ. Những con số ấn tượng đã đưa Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới. Tuy nhiên, vị thế này đang dần bị lung lay bởi một cái tên mà không ai ngờ tới, đó chính là Việt Nam. Vậy thì lý do nào khiến Trung Quốc thất thế và Việt Nam lại trở thành điểm đến đầy tiềm năng của các nhà đầu tư? Và liệu Việt Nam có đủ sức để xoán ngôi của gã khổng lồ Bắc Kinh và trở thành công xưởng mới của thế giới hay không? Hãy cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Chuyện gì đã xảy ra với Trung Quốc? Năm 2018, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quyết định áp dụng mức thuế quan toàn diện đối với Trung Quốc vì cáo buộc thực hành thương mại không công bằng. Kể từ đó thì hai quốc gia đã vướng vào vô số cuộc đàm phán qua lại, cuộc chiến thuế quan trả đũa, hạn chế công nghệ nước ngoài và đấu tranh với một số vụ kiện tại WTO, đẩy căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đến bờ vực của một cuộc chiến thương mại toàn diện. Cho đến tháng 1 năm 2020, hai quốc gia đã ký thỏa thuận giai đoạn 1, trong đó họ chính thức đồng ý bãi bỏ thuế quan, mở rộng mua bán thương mại và gia hạn các cam kết về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thực tiễn tiền tệ. Tuy nhiên thì điều này dường như cũng không giúp ích nhiều trong cuộc chiến mà hai nước đã tạo ra. Sau tác động của đợt bùng phát đại dịch tiếp theo, dẫn đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và hậu quả kinh tế nghiêm trọng nhất là ở Trung Quốc, nhiều công ty đã bắt đầu đưa ra ý tưởng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu của mình khỏi quốc gia này. Một số thậm chí đã hành động bằng cách chuyển một lượng sản xuất đáng kể ra khỏi Trung Quốc và đầu tư vào Việt Nam với sự tin tưởng hoàn toàn. Đáng chú ý nhất là Apple, một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghệ, đã thông báo rằng họ sẽ sản xuất khoảng 30% AirPods trong quý 2 tại Việt Nam thay vì Trung Quốc, và rất có thể họ sẽ thiết lập hoạt động sản xuất cho dòng MacBook mới và iPad mới tại quốc gia đầy triển vọng này. Một gã khổng lồ công nghệ khác là Samsung, đóng góp 1/4 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, trong khi Intel chọn quốc gia này để đặt nhà máy lắp ráp chip lớn nhất thế giới. Việt Nam là trung tâm sản xuất tiếp theo của thế giới. Động lực sản xuất của Trung Quốc đã chững lại phần lớn sau nhiều thập kỷ tăng trưởng mạnh mẽ, với mức lương tăng, tình trạng bất ổn lao động, tàn phá môi trường và các vấn đề kinh doanh. Trung Quốc không còn là địa điểm hấp dẫn để các nhà sản xuất Hoa Kỳ và châu Âu đặt cơ sở hoạt động. Nền kinh tế toàn cầu ảm đạm và tăng trưởng thương mại mở ra nhiều cơ hội to lớn cho các nước đang phát triển mạnh trong sản xuất. Trong môi trường thương mại không chắc chắn này, không cần phải nói rằng ngày càng nhiều quốc gia lạc quan về việc thay thế Trung Quốc trở thành trung tâm sản xuất tiếp theo của thế giới. Trong vô số bài viết đề cập đến sự dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc cũng như quốc gia nào sẽ trở thành cường quốc sản xuất mới, thì Việt Nam luôn đứng đầu danh sách với vô vàn lời khen ngợi. Một số người ủng hộ nỗ lực của Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, những người khác thì lại ngưỡng mộ quá trình hiện đại hóa kinh tế của nước này, đóng góp to lớn vào việc kích thích tăng trưởng sản xuất và tiềm năng trong tương lai. Cho đến nay thì Việt Nam nổi lên là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất, với số tiền tích lũy thêm là 6,4 tỷ đô la trong 2 năm xung đột, gần gấp đôi tổng chi tiêu chăm sóc sức khỏe hàng năm của cả nước. Điều này một phần là do thực tế là các quốc gia như Việt Nam từ lâu đã định vị mình là lựa chọn thay thế cho Trung Quốc đối với các nhà sản xuất nước ngoài. Việt Nam đã từng bước tăng cường sản xuất, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và tăng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ông Khiêm Vũ cũng khẳng định, chính cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thúc đẩy quyết định rời khỏi Trung Quốc của các công ty đa quốc gia. Liên quan đến những thành tựu của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19, thì một chuyên gia kinh tế từ Vương quốc Anh lưu ý rằng, mặc dù Việt Nam không có cơ sở hạ tầng y tế tiên tiến như là nhiều quốc gia giàu có hơn, nhưng họ đã được ca ngợi rộng rãi về tất cả các biện pháp y tế cộng đồng giúp nhanh chóng kiểm soát được số ca bệnh. Chuyên gia này nêu rõ, Việt Nam đã giảm thiểu được thiệt hại kinh tế do Covid-19 gây ra và trở thành quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á đi đúng hướng tăng trưởng trong năm 2020. Như vậy có nghĩa là nền kinh tế Việt Nam, bất chấp đại dịch, vẫn tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực
và thể hiện mô hình tăng trưởng mạnh mẽ, thúc đẩy các nhà đầu tư coi Việt Nam là điểm đến đầu tư vững chắc. Trong quá trình chuyển đổi toàn cầu này, Việt Nam đã dựa vào một trong những tài sản giá trị nhất của mình, đó là lực lượng lao động dồi dào, giá cả phải chăng và có năng lực. Xương sống của tăng trưởng kinh tế Việt Nam là cơ cấu thương mại đa dạng, tiền lương ngày càng tăng và tiêu dùng trong nước. Không chỉ vậy, chi phí lao động vẫn còn cạnh tranh, giúp thu hút đầu tư nước ngoài. Với mức lương trung bình hàng tháng của người Việt Nam là khoảng 321 đô la Mỹ so với mức trung bình của khu vực là 1.835 đô la Mỹ vào năm 2020. Không có gì ngạc nhiên khi chi phí lao động thấp của Việt Nam là một trong những đặc điểm hấp dẫn nhất đối với các nhà nhập khẩu. Việt Nam từng được công nhận là quốc gia có nguồn lao động dồi dào và dân số trẻ. Tuy nhiên, vì Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi nhân khẩu học sang xã hội già hóa, trong khi quy mô lực lượng lao động của Việt Nam tiếp tục tăng, dân số trẻ của đất nước đang giảm. Vì vậy, mục tiêu hiện tại của Việt Nam là ngoài việc tiếp tục dựa vào quy mô lực lượng lao động và mức giá phải chăng, thì Việt Nam cũng cần tập trung vào việc nâng cao năng suất lao động. Nói cách khác, Việt Nam tin rằng lực lượng lao động được đào tạo bài bản đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công về kinh tế của đất nước cũng như sự chuẩn bị cho mọi quá trình chuyển đổi. Phải khẳng định rằng, yếu tố đầu tiên mà nhiều tập đoàn cân nhắc khi quyết định chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam là liệu các công ty Việt Nam có thực sự có thể sản xuất được sản phẩm mong muốn và đáp ứng được số lượng mục tiêu hay không. Những nhà nhập khẩu có kinh nghiệm tìm nguồn hàng từ Trung Quốc biết rằng rất dễ tìm được nhà sản xuất cho hầu hết mọi loại sản phẩm tại nước này. Và không chỉ một nhà sản xuất, tại Việt Nam, bạn có thể tìm thấy hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm nhà sản xuất có cùng kỹ năng và sản xuất sản phẩm. Máy móc, hàng may mặc và dệt may, giày dép và mũ nón, thực phẩm và đồ uống và kim loại là một trong những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của đất nước. Bối cảnh đầu tư của Việt Nam được chia thành 3 khu vực chính ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Trong 3 khu vực này, các nhà đầu tư thường đầu tư vào miền Bắc và miền Nam. Đặc biệt, các khu vực phía Bắc Việt Nam có vị trí thuận lợi là điểm đến cho hoạt động sản xuất của Trung Quốc cộng 1 và nổi tiếng với các ngành sản xuất nặng, dầu khí và gần đây là các quy trình sản xuất cao cấp như sản xuất ô tô. Mặc dù được coi là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam vẫn có thể cung cấp chi phí sản xuất thấp và đồng thời mang lại chất lượng sản xuất cao nhất có thể. Ở thời điểm này, có thể nói rằng Việt Nam có thể cung cấp mức độ đa dạng gần giống như Trung Quốc. Nhưng ngành sản xuất của quốc gia này đa dạng hơn so với một số điểm đến tìm nguồn cung ứng thay thế khác, chẳng hạn như là Bangladesh và Campuchia. Vì vậy, điều này ngụ ý rằng Việt Nam có đủ cơ sở vật chất và năng lực như Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu sản xuất của hầu hết các doanh nghiệp quốc tế. Ngoài ra thì môi trường chính trị ổn định và chính sách thuận lợi thúc đẩy hợp tác kinh doanh quốc tế. An ninh là một trong những lý do quan trọng nhất khiến các doanh nghiệp nước ngoài chọn đầu tư vào Việt Nam. May mắn thay, lợi thế lớn nhất của Việt Nam là sự ổn định về kinh tế và chính trị. Và đây là một trong những quốc gia có nền chính trị ổn định nhất ở Đông Nam Á. Ở một khu vực mà nhiều quốc gia vẫn đang gặp bất ổn về chính trị và kinh tế, Việt Nam đã được hưởng lợi từ một chính phủ và cấu trúc xã hội ổn định, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho đầu tư nước ngoài. Trong 30 năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong hành trình phát triển của mình khi chuyển mình từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp sau khi thực hiện các cải cách kinh tế quan trọng vào năm 1986 để chuyển sang định hướng thị trường hạn chế. Với hiện tại, mục tiêu dài hạn của chính phủ cũng là rất rõ ràng khi thúc đẩy đưa đất nước từ nước có thu nhập trung bình thấp lên nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2035. Nói tóm lại thì với vị thế và những điều kiện hiện tại của mình, Việt Nam hoàn toàn có khả năng thay thế Trung Quốc để trở thành công xưởng của thế giới trong tương lai. Tuy nhiên, từ bây giờ cho đến lúc đó thì chúng ta vẫn còn rất nhiều bài toán phải giải và rất nhiều việc phải làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một sản phẩm của Tự Cổ Chí Kim. Hãy ủng hộ ekip sản xuất của chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.